Mở đầu chuyên mục camera nóng ngày hôm nay là một tình huống bi hài đến khó tin khiến dư luận không khỏi dậy sóng. Theo đó, một người phụ nữ chở theo đứa trẻ trên xe lại bất ngờ làm rơi đứa bé giữa đường. Điều đáng nói là trong tình huống thót tim này, người phụ nữ chẳng hay biết gì cả, còn đứa bé hoảng hốt dí theo xe mẹ. Vụ việc được ghi nhận tại khu vực ngã tư. Khi dừng chờ đèn xong, người phụ nữ lên ga chạy xe khiến đứa trẻ ngồi phía sau không bám chắc, bất ngờ bị ngã xuống đường. Trong khi đó, người mẹ chẳng hay biết gì, thản nhiên phóng xe chạy đi băng băng. Thế vậy, đứa bé hối hả đuổi theo mẹ giữa ngã tư, bất chấp dầm mưa. Khi di chuyển trên đoạn đường nước ngập để hạn chế nguy hiểm như ổ gà tiềm ẩn hay tránh làm ảnh hưởng đến các phương tiện xung quanh, điều cơ bản nhất mà mỗi cánh tài xế cần biết đó là di chuyển chậm. Thế nhưng mới đây cộng đồng mạng lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tượng đầy phẫn nộ. Một tài xế đã vô tư chạy nhanh, hất tung nước lên những phương tiện xung quanh. Sự việc được camera hành trình của phương tiện ô tô đi theo sau ghi lại. Đường ngập nước, chiếc xe 7 chỗ màu đen bất ngờ chạy lên với tốc độ nhanh, làm văng cả nước lên kính xe gắn camera hành trình. Sau đó còn văng nước xối xả vô cả những người chạy xe máy phía trước như thế này. Hành vi thiếu ý thức của tài xế khiến nhiều người bất bình. Đâu đó trong cuộc sống, bên cạnh những hành động đáng trách của một bộ phận người dân khi tham gia giao thông, thì vẫn còn có những hình ảnh đẹp khiến cho nhiều người phải cảm phục. Thay vì bấm còi inh ỏi tranh giành đường đi, thì hai tài xế container trong đoạn clip sau đây đã có hành động khiến nhiều người bất ngờ. Đó là gì? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây nhé. Đoạn clip được người dân dùng điện thoại quay lại. Ba người này đang chật vật chống lại dòng nước lũ chảy xiết để giữ vững chiếc xe máy đang nghiêng ngả. Ngay sau đó, một chiếc xe tải loại lớn chạy đến và đứng yên ngay bên cạnh để hạn chế sức nước. Sau đó còn di chuyển từ từ đi theo nhóm người này. Nhờ vậy, họ mới có thể đẩy được chiếc xe đi. Hành động của tài xế dù nhỏ thôi nhưng cũng đủ khiến nhiều người nể phục. Tiếp tục chuyên mục camera nóng ngày hôm nay cũng là một tình huống liên quan đến giao thông. Một bé trai suýt bị xe máy tông trúng ngay giữa chợ. May mắn là được người đàn ông kịp thời cứu thoát nạn chỉ trong gạt tấc. Nhiều người đã không khỏi thót tim sợ hãi bởi vì chỉ tích tắc nữa thôi thì bé trai đã gặp phải tai nạn nguy hiểm. Nhiều quý vị đang theo dõi trên màn hình, bé trai này chỉ khoảng 2 tuổi chạy từ cửa tiệm tạp hóa xuống lòng đường. Đúng lúc này có hai cô gái chở nhau trên một xe máy chạy qua với tốc độ nhanh, không phản ứng kịp nên suýt va trúng cho bé. May mắn, đúng khoảnh khắc ấy thì người đàn ông đứng gần đã kịp thời kéo tay bé mạnh ra ngoài, bế chặt lấy cháu bé trên tay. Hai cô gái điều khiển xe máy thì đã ngã sóng xoài xuống đường nhưng không bị thương đáng kể. Sau đó có thể đứng dậy tiến đến xem xét tình hình của cháu bé. Đáng chú ý, người đàn ông tử tế này tiếp tục có một hành động đẹp đẽ khác khi vỗ vai động viên cô gái bị ngã và giúp hai cô gái này dựng lại xe máy.